Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc, bậc minh sư tu chứng quả A-La-Hán. Kính bạch ông sư, kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 4 tháng 8 năm Giáp Thân, nhằm ngày 17 tháng 9 năm 2004. Thưa đại chúng, cách đây 77 năm, cũng vào ngày vừa này, tại đây, tại mảnh đất linh thiêng này, đã ra đời một bậc vĩ nhân của nhân loại, đó là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Và sau 52 năm, cũng tại nơi đây, Ngài đã tu chứng quả A-La-Hán. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hôm nay tăng ni và Phật tử chúng con tề tiệu tại tổ đường trang nghiêm này xin tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 77 của Thầy. Chúng con xin Thầy chứng minh để mở đầu buổi lễ hôm nay. Con xin kính mời Thầy Pháp Ngộ lên đại diện cho tăng ni và Phật tử đọc lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc, bậc minh sư chứng quả A-La-Hán. Thật là phước duyên tròn đầy và lớn lao, mùa thu năm nay lần thứ 77 sinh nhật Thầy, và cũng là lần đầu tiên 29 năm kể từ khi Thầy về tu viện Chân Như. Hôm nay chúng con tự nguyện tề tụ nhận lãnh sứ mệnh thay mặt hàng ngàn tăng ni Phật tử khắp đất nước và hải ngoại, tại đây, tại tổ đường đơn sơ trang nghiêm này, đảnh lễ mừng sinh nhật Thầy, để tỏ lòng kính ngưỡng và tri ân công đức đáng từ thụ. Ngài đã 77 năm vì chúng sinh quên mọi gian lao cực khổ, ném mặt nằm gai, quên nguy hiểm sống chết, để tất cả vì sự thoát khổ của triệu triệu kiếp người. Với lòng biết ơn sâu sắc, xin Thầy nhận ở chúng con ba lễ. Xin mời chư tăng ni Phật tử đảnh lễ Thầy ba lễ. Ba lễ này để tỏ lòng thành kính thanh tịnh không thể diễn tả bằng lời. 77 năm về trước, ngày 4 tháng 8 năm 1928 Mậu Thìn, là ngày hành tinh này rung chuyển. Nó không rung chuyển của chuyển động vật lý, mà nó rung chuyển tâm sinh lý của những ai còn tin tôn giáo mà thiếu khoa học. Đó là sự ra đời của một con người, để rồi 52 năm sau, mặt trời chân lý đã được bừng lên quét và tiêu đem trường tà đạo mịt mùng thâm thẳm gần 25 thế kỷ. Trên mảnh đất linh tạng bàn vinh quang này, sự ra đời của Thầy Thông Lạc cũng là sự ra đời của bao nhiêu con người bình thường khác, cũng khổ đau cơ hàng kiếp người dân nô lệ, cũng một lòng yêu nước thiết tha. Thầy cũng đã cùng quê hương, cùng đồng bào ruột thịt của mình, đem xương máu dành độc lập xây dựng cuộc sống an bình, cuộc sống tự do cao quý của đời, của đạo. 2548 năm về trước, hành tinh này đã một lần rung chuyển khi xuất hiện một bậc cứu tinh. Tuy Ngài sống trong nhung lụa lầu cát sao hoa, nhưng con người ấy vẫn đau đáu nỗi khổ đau buông thở của kiếp người, đó là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Ngài đã tiến hành một cuộc từ bỏ vĩ đại, quyết đi tìm bằng được con đường chấm dứt đau khổ, và rồi vượt lên tất cả mọi trở ngại. Ngài đã tìm ra chân lý khổ tập diệt đạo, tìm ra con đường vượt khỏi 4 nỗi khổ sanh già bệnh chết, những thứ khổ vĩnh nguyện buông thở của con người. Mọi sinh mạng trên hành tinh xưa nay không một trường hợp đứng ngoài nhân quả, không một sự tồn tại nào ngoài nghiệp lực. Đó là quy luật tồn tại thiêng liêng, vĩnh hằng của vạn vật và tuyệt đối công bằng. Nhưng với ý chí dũng mãnh và tình thương chúng sinh vô bờ bến, với trí tuệ tuyệt vời, Ngài là người duy nhất chiến thắng và làm chủ nghiệp lực, làm chủ nhân quả. Ngài đã để lại cho nhân loại toàn bộ những gì quý giá mà mọi thứ trên thế gian này không thể so sánh. Đó là con đường để loài người hiện đang sống cho đến khi vào cõi vĩnh hằng không có khổ đau. Điều đó là sự thật, là thiết thực, tu đến đâu được đến đấy, là phương tiện duy nhất cho những ai muốn đạt tới cứu cánh giải thoát. Song tiếc thay, những ngày rực rỡ ấy chỉ ngắn ngủi, khoảng hơn 100 năm, tính đến lúc Ngài Ananda nhập diệt. Từ đây đường giải thoát mờ mịt trong màn khói xám Bà La Môn tà giáo. Đài lò giải thoát thênh thang ấy đã bị xẻ dọc, xẻ ngang, biến hóa ra thành 84.000 nẻo đường mòn, pháp môn, chằng chịt như thiên la địa võng. Cho nên 24 thế kỷ trôi qua, hàng vạn, hàng triệu Phật tử đã nối tiếp nhau nằm gục, bỏ xác suốt chặng đường, trên trường chinh đằng. Biết bao nhiêu gương hạnh chịu nhẫn nhục tham khổ, ý chí kiên cường dũng mạnh, thông minh tài trí của các bậc đại sư thật đáng khâm phục, thật đáng tôn kính, đã ngậm ngùi oan uổng. Họ mãi miết đi suốt một đời mà không về được đích, và cả đến khi chết nhiều người không biết mình bị lừa. Sao Ngài Ananda không còn ai tu chứng tâm minh? Điều đó thoạt nghe khiến mọi người sửng sốt và thấy rất khó tin. Nhưng đó là sự thật chua xót, song ngẫm ra rất đơn giản, rất dễ hiểu. Bởi lẽ không tu theo pháp Phật, giáo pháp nguyên thủy thì không thể thành Phật, nghĩa là không làm như Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm thì không thể thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni. Mọi đoạn đường riêng đều dẫn đến những địa chỉ riêng. Đó cũng là nhân quả, là duyên sinh, là chân lý. Sự thật hiển nhiên đơn giản và rõ ràng như thế, nhưng hàng ngàn năm trôi qua có ai hiểu ra? Nếu như hôm nay không có thầy Thích Thông Lạc, bậc minh sư chứng quả A-La-Hán, giọng mạnh giống lên hồi chuông thức tỉnh nhân loại. Khi mọi người đang ngủ sai thì làm sao biết mình đang ngủ sai? Khi một bên là tất cả số người có mặt hàng triệu, hàng tỷ, một bên là chỉ có một người, cuộc đụng đầu ấy sẽ ra sao? Dù rằng người có một mình thuộc ánh sáng, thuộc chân lý. Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã viên thành đạo quả nhờ tu đúng pháp hành qua kinh sách nguyên thủy, và trước nhất là giữ giới liên mật với 3 hạnh ăn ngủ và độc cư. Thầy cũng vứt bỏ 4 thiền vô sắc như ngày xưa Đức Phật vứt bỏ sau lưng 6 năm khổ ải. Một mình thầy suy tư dò dẫm từng bước, vừa dò vừa đi. Nhờ ly dục ly ác pháp, thầy đã vào sơ thiền, rồi lần lượt đến tứ thiền, rồi chứng tâm minh. Thầy làm chủ thân tâm, làm chủ sống chết, chứng quả A-La-Hán. Thầy đã đến chỗ ngày xưa Đức Phật đã đến chỉ trong thời gian 6 tháng. Thầy đã về đúng cái kho báu mà ở đấy Đức Phật đã để lại tất cả những gì quý giá không thể so sánh. Đại lộ giải thoát thênh thang lại trở về với loài người. Đức Phật là người khai sáng ra đạo, hôm nay thầy là người đã làm cho nó hồi sinh. Với lòng thương xót vô cùng vô tận chúng sinh, Phật đã từ bỏ những gì lớn lao quý giá sâu nặng, ràng buộc nhất của kiếp người, để đem bằng được pháp bảo cứu thế về cho nhân loại. Thì hôm nay trong kỷ nguyên nói này, Thầy là người đã triển khai pháp bảo cứu thế ấy, làm cho những giá trị đích thực được sáng tỏ, được rạng rỡ thêm ở một tầng cao mới. 10 tập đường về xứ Phật, 4 tập giáo án tu tập cho người cư sĩ, 3 tập những lời Phật dạy, những bộ giới đức giới hành cho tu sĩ và cư sĩ, và nhiều tập đạo đức làm người làm thánh sắp ra đời với con số vĩ đại hàng vạn trang viết. Đó là lòng từ bi vô cùng vô tận đối với chúng sanh pháp hành tinh của Đức Thầy. Khi xưa Đức Phật chứng đạo, Ngài liền đầu tầng chân đắp vào đời độ sanh. Ngài một mình dũng mãnh chiến đấu và bẻ gãy tan tành 62 luật thuyết tà giáo Bà La Môn đang độc quyền thống trị về mặt tôn giáo ở Ấn Độ thời đó. Hôm nay chứng đạo rồi, Thầy cũng rời am thấp, đầu tròn chân đất, hai bàn tay trắng, thân cô thế chiết, lao vào cứu đời cứu đạo, không cần biết đến hiểm nguy. Một mình Thầy dám đứng lên đỉnh đạp chỉ thẳng, vạch rằng những pháp môn tu của Đại Thừa Đốn giáo là lừa đảo, là giả Phật. Thầy hùng hồn chứng minh và thiết tha khuyên nhủ chỉ rõ con đường đó không bao giờ dẫn đến thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ đây, đường về xứ Phật lại được khai thông, con đường ấy bằng kinh nghiệm tu chứng của mình. Thầy đã tô lại rõ ràng chính xác như những đường vẽ trên bản đồ. Đường đã có rồi, cứ đi là sẽ đến. Mọi người hãy tự cứu lấy mình, hãy tự thắp đúc lên mà đi, như Đức Phật xưa đã dạy. Dẫu rằng mai sau, dù sông cạn núi mòn, lục địa có biến đổi nổi trôi thế nào, thì chắc hẳn nhân loại mãi mãi ghi nhớ sự kiện này, rằng cuối thế kỷ 20 tại Việt Nam có bậc A-La-Hán xuất hiện. Từ đó lại có hàng trăm hàng ngàn người chứng quả A-La-Hán và các quả thánh khác. Từ đó lịch sử Phật giáo bắt đầu một trang mới rạng ngời. Hôm nay đây, mặc dù đã giác hạnh viên mãn, đã là bậc vượt ra ngoài vũ trụ, không còn một quy lực, một sự chi phối nào có thể động đến, nhưng hàng ngày Thầy vẫn thọ trai một bữa, làm việc trên 20 giờ. Thầy luôn tay hết bố thí pháp, thì viết kinh sách, đánh vi tính, in đóng sách, cầm cùi dán hồ, cắt xén vào một photo, tiết kiệm từ mặt giấy mảnh bìa. Thời gian của Thầy là tài sản quý báu của hàng triệu con người, nhưng Thầy vẫn tự tay giặt cho mình từ bộ quần áo, từ cả nhà bếp, tô bát, thọ bữa, ngọ trai. Thầy là tấm gương sáng lung linh của đạo đức đạo Phật, đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, là sự sống toàn thiện từng giờ từng phút, ban vui cứu khổ, thương khắp muôn loài con trùng thảo mộc, cả hữu tình và vô tình. Thật lành thay, cuối thế kỷ 20 và sang thế kỷ 21 này, chúng con được tụ hội nhiều cái hiếm, được làm người, được gặp thiện hữu tri thức, được gặp chánh pháp, được nghe chánh pháp, và còn hơn thế nữa, chúng con được sống quay quần bên cạnh Thầy, sớm tối được người ăn cần chỉ bảo, dìu dắt từng bước đi hơi thở. Chúng con mới chợt nhận ra và giật mình nghĩ đến những năm về trước, khi chưa gặp được Đức Thầy, chúng con vẫn sống đấy thôi. Nhưng đó là cuộc sống trong triền miên, trong dục lạc vô minh tội ác, để quên đi điều khao khát rằng làm người mà không biết nghĩ đến bổn phận làm người. Chúng con đã mê lầm trong cánh rừng đại ngàn mênh mông, mãi biết đi tìm nhân tâm, nhưng trên tay đầy cỏ dại mà không hề biết. Con đường giữa chánh và tà nhiều khi bên này và bên kia sợ tóc cả tơ, là con đường trên bên giữa đỉnh núi và một miệng vực. Thầy đã đánh thức chúng con đứt hơi khản tiếng, gọi chúng con như tiếng gọi của mẹ hiền với đàn con dại. Thầy chỉ bảo rồi cầm tay dắt lôi chúng con ra khỏi cửa tử, ra khỏi địa ngục hạ quỷ súc sanh, đang gần từng bước để đưa chúng con về cõi sáng minh triết vĩnh hằng. Từ bao đời, ông bà cha mẹ đã cho chúng con cái xác thân tứ đại, với bao công lao khó nhọc nuôi nắng nhưng khốn khổ thay. Đó chỉ là khối nghiệp lực, là nhân quả trả vai, rồi đến lúc cả ông bà cha mẹ đều như cái bọt nước, lại cùng nhau đắm chìm mất hút trong vô minh đen thẳm. Đức Phật và Thầy hôm nay đã cho chúng con đường để mỗi người tự cứu mình, từ đến nơi mà ở đó hoàn toàn hết khổ đau. Những gì mà Phật và Thầy đã cho mới thật là vĩnh viễn. Thật không thể kể hết được công lao của Phật, của Thầy, và không phải chuyện lúc nào cũng có thể bày tỏ. Nhân dịp này, chúng con xin thành kính biết ơn công lao của hai bậc thân sinh cùng gia tộc nội ngoại và quê hương Tạng Bàng đã sinh thành nuôi nấng nuôi dưỡng Đức Thầy. Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày Đức Thầy xuất hiện trên thế gian, chúng con chỉ còn biết bảo nhau món quà duy nhất mãi mãi dâng Thầy là 5 phần hương: giới hương, định hương, tệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Trước mắt hàng ngày phải tu tập thật kỹ từng hơi thở, phải nhiếp tâm trong thân hành nội và ngoại, hoặc ăn trú tâm trong hơi thở bước đi, xả tâm dục và ác pháp, tự giác giữ gìn giới luật, nghiêm túc độc cư. Và điều lớn lao cốt tỉ nhất là mọi người nỗ lực hơn nữa, nhanh chóng tiến tới thực hành tu tập trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Thầy đã dạy. Và đến những lần sinh nhật sau của Thầy, trong số chúng con sẽ có người chứng quả A-La-Hán. Để đáp đền sự mong đợi của Thầy, đó là bằng chứng minh lộ trình Thầy đã đi và chỉ dạy cho chúng con là thực tế, là chân lý. Có nhiều người chứng đạo là nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình khổ người sẽ nhanh chóng được thắp lên và tỏ sáng lung linh. Ánh sáng đạo đức sẽ xua tan cái ác, cái tối tăm, xua tan chiến tranh, hận thù, tham lam, ích kỷ. Bầu khí quyển trở lại trong lành, mọi người sẽ hạnh phúc trọn vẹn cả hai mặt vật chất và tinh thần. Đất nước này sẽ giàu mạnh phồn vinh, đời sống ngày một văn minh văn hóa. Thiên đường hay niết bàn là ở khối óc, ở con tim, ở hai bàn tay con người, chứ không phải là ẩn cầu. Chúng con xin đê đầu cung kính đảnh lễ đấng từ phụ. Ba lễ này xin Thầy dặn ở chúng con lòng kính thương vô bờ bến. Chúng con nguyện mang thân mình xây đắp ngôi nhà chánh pháp trên hành tinh này trường tồn bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc, bậc minh sư chứng quả A-La-Hán. Tu viện Chân Như 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8 Giáp Thân năm 2004. Tăng ni và tu sinh chúng con đồng kính bái. Có cái ngày mà mấy con mình cái lễ sinh nhật của Thầy, thì ra thì qua những cái bài mà mấy con viết lên nói những cái tâm tư của mấy con mình và sinh nhật của Thầy rất là thú vị, và cái đó có một lời hứa hẹn rất là tuyệt vời. Tôi không bàn bạc với con hãy chưa nói được, hãy làm được, mà muốn làm được thì phải cố gắng thực hành đúng những gì thầy đã dạy, rất là giới luật, phải sống đúng, phải làm đúng, thì con đường tu của mấy con mới thực hiện được, với mình sinh nhật của thầy mới đúng kinh nghiệm. Còn nếu mấy con không thực hiện được mà chỉ nói suông không, mình không, thì nó không có ý nghĩa. Mà thầy chỉ mong muốn được những gì nào là nói gì của mấy con cao lợi thầy, vì gì thầy không mình hết, mà thầy chỉ mình các con sống được với lực đoạn tu hành đúng pháp chánh niệm tỉnh giác là thầy mình. Các con khắc phục tình không tầm thì được là các con đã dâng lên mình tuổi thọ mình sinh mình. Các con đã sống được tình giới, ví dụ như 10 phần lập cư, các con cố gắng khắc phục được 5 phần, 6 phần, 7 phần, này con dâng lên cũng được thì mình. Còn mấy con nói được mà mấy con làm không được, mấy con phạm giới lung tung, thì lúc bây giờ sự sầu khổ của thầy thấy những ảnh của Phật pháp sẽ mất đi, và mất đi thì mấy con có mừng sinh nhật thầy 1000 lần, có tiếp tụng thầy, có ca ngợi thầy gì, thầy cũng làm sao đi mà để lại hơn một cái gì đau khổ, nhất là các con rất đau khổ. Người ta nói rằng đại thừa đã từ lâu không thực hiện được người chứng quả A-La-Hán. Bây giờ thầy có nói lắm thì đám học trò của thầy cũng chẳng thực hiện được gì cả, thì đó là một nỗi đau lớn nhất của thầy. Cho nên vì vậy mấy con phải cố gắng khắc phục mình, sống đúng giới. Các con nhớ sống đúng giới thì các con sẽ làm được tất cả những gì mà các con phải làm, và các con sẽ trả lời được đại thừa, được giáo pháp của đại thừa rằng nguyên thủy lời dạy của Đức Phật nguyên gốc. Các đệ tử của Đức Phật sẽ làm được chứ không phải như là nói của đại đạo. Các con hãy nhớ những lời thầy nói là những lời của Đức Phật ngày xưa ngài đã thực hiện được, ngài đã ghi chép, và hôm nay thầy đã làm được, nói lại y như Phật, không khác, không thêm, không bớt. Và các con làm được thì các con cũng phải làm được từ giới, các con mới đến các pháp hành. Thì từ đó những điều mà thầy thuyết vọng, những điều mà các con hưởng sinh nhật này, thì những điều đó nó thành hiện thực, không phải riêng mình, riêng thầy vui mình, mà cả thế giới này, loài người này sẽ vui mình trong tất cả những hành động của các con. Hưởng sinh nhật này là có ý nghĩa cao đẹp như vậy mới gọi là mừng, chứ không thể những lời cao ngợi xuông, những lời chúc tụng xuông thì không có nghĩa lý gì với con. Mà cái nghĩa lý là làm cho con người trong hành tinh này sống có một nền đạo đức, không làm khổ mình khổ mình. Nền đạo đức ấy để xác định được, nó nói lên được Phật giáo còn chỗ đứng trên hành tinh này. Nếu không có một người làm được như thầy thì Phật giáo đã mất đi, không còn chỗ đứng. Như các con đã thấy 25 thế kỷ qua, Phật giáo đã mất chỗ đứng rồi. Các con thấy có kỹ có đúng không? Người nói thế này các con có thấy đúng không? Phật giáo không còn cụ đúng trên mảnh đất của hành tinh này. Ngày hôm nay thầy dựng lại những gì của Phật giáo đã bị dìm mất, đã không còn chỗ đức đứng, mà không khéo rồi sẽ mất chỗ đức đứng, mất đi là thiệt thòi cho con người, thiệt thòi cho nhân loại trên hành tinh này. Người ta sẽ chiến tranh mãi, người ta sẽ giành giật, người ta sẽ đánh đập, người ta sẽ thương nhau từng nhóm từng phe manh mối. Con người trên hành tinh này làm đau thương khổ đau vô cùng vô tận. Các con thấy 25 thế kỷ chiến tranh liên miên bất tận. Tại sao có Phật giáo có đạo đức mà con người còn như vậy? Vậy thì đức tính của Phật giáo có không? Ra chỉ có công năm khi đủ phát triển đến đâu rồi chết đi để làm đau thương. Hôm nay thầy đi dựng lại làm sống lại mà không khéo rồi ấy cũng sẽ mất đi. Nền đạo đức nhân bản nhân quả này sẽ không còn mãi mãi trên hành tinh này nữa, là một thiệt thòi cho loài người trên hành tinh. Các con có biết không? Hôm nay nhân ngày sinh nhật của thầy 77 năm, các con tổ chức lần đầu tiên để mừng tuổi thọ thầy, mừng ngày sinh nhật thầy, là người cho con người trên thế gian này có một nền đạo đức, người giữ lại đó là có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức không làm của mình của người kia? Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức nguyên bản nhân quả chưa? Từng ngày đường về Sư Phật ra đời, bộ sách đường về Sư Phật ra đời, đã có những danh từ này đã làm cho người ta nhìn nó, đã làm cho mọi người chú ý điều qua những danh từ này. Từ những danh từ này nó sẽ đi vào tâm hồn của mọi người và sẽ biến dần đến hành động sống của mọi người. Từ đó hành tinh này sẽ có nền đạo đức không làm khổ. Vậy thì làm sao có được điều gì? Phải ở nơi tích lực của mấy con, phải ở nơi trí óc của mấy con, phải tất cả những bức sáng của mấy con, toàn bộ những điều mấy con ghi chép lại, mấy con viết ra đều là dựng lại những điều mà ước mong của thầy. Cho nên thấy hôm nay chúng ta có những ý đức, có những đầu óc, có những lời để cùng nhau thích tánh nhau, để cùng nhau khổ tập từ cùng đâu đâu cũng có nền đạo đức này, thì mình sinh nhật của thầy chính là đại ngoại đức của các con. Nhưng các con phải làm hơn, nhưng quan trọng hơn, biết được mà không làm được là điều người ta dễ bị bán mặt. Khi hành không hợp hết, lời nói mà hành động không làm được. Còn chúng ta nói được, làm được, chúng ta ca ngợi thầy, ca ngợi đúng được, không có sự ca ngợi ấy sẽ thành sự bán thầy. Nếu chúng ta ca ngợi mà chúng ta không làm được, tất là sự bán thầy. Mấy con người ta dựa vào chỗ đó mà người ta sẽ phỉ bán thầy, tức là phỉ bán giáo pháp của Đức Phật và phỉ bán Phật. Bởi vì thầy chẳng có gì mới mẻ cả, những điều mà thầy dựng lại đều là do Đức Thích Ca ngài đã khổ hành tìm ra đường giải thoát này. Thầy của người có công dựng lại và có công triển khai thêm cho sáng tỏ, làm cho phù hợp trong thời đại của chúng ta, thời đại kiến thức con người đang lên cao, đang có sự hiểu biết rộng sâu, đang có trình độ khoa học đầy đủ để chứng minh. Thầy chỉ có bổn phận làm đúng thời điểm của mình thầy. Còn ngày xưa Đức Phật ngài rất muốn điều này, nhưng ngôn ngữ còn hạn chế, khoa học còn kém cỏi, cho nên không thể nào triển khai như thời đại của thầy. Hôm nay thầy nổi tắt ngọn đèn của Phật pháp, ngọn đuốc sáng ngời của Đức Phật, làm sáng cho lại, giúp cho con người, cho nhân loại trên hành tinh này có ánh sáng thấy được sự thoát ra môi trường bị ngập âm u trong đêm tối. Vậy thầy không ước mơ gì từ đây cho đến ngày mai, ngày một, ngày tương lai? Mỗi người về tu viện Chân Như, mỗi người là đệ tử của thầy, hãy thấy trách nhiệm và bổn phận của mình, phải làm gì, phải nói gì, phải sống như thế nào để xứng đáng là con của Phật, là đệ tử của thầy. Thì những ngày mình sinh nhật sắp tới trong những năm kế tiếp thì còn may ra có gặp thầy. Nếu mấy con không làm đúng thì thầy thấy duyên chúng sanh đã hết, thì dù không thầy thấy duyên hết thì đi, còn gì tha thiết trên thế gian này nữa. Nếu mấy con làm đúng, sống đúng đời, sống đạo đức, dù ngàn năm sau, một dạng kiếp sau, thì cũng vẫn còn ở bên mấy con, thầy sẽ mãi mãi sống bên mấy con. Nếu mấy con làm không đúng giữa luật không nghiêm chỉnh, thì không đầy mắng một người nào đã hết, vì chúng sanh thôi đành phải ra đi. Từ đó âm thầy sẽ nhập diệt và mãi mãi như Đức Phật, đã niết bàn. Và cuối cùng thì nghĩ rằng nếu thầy không được nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người thì mãi mãi về sau con người sẽ bị tiêu diệt, tính nó tiêu diệt lấy nó. Hôm nay là lời tuyên bố của thầy, để rồi ngày mai mấy con sẽ thấy lời nói này không sai. Nếu đạo đức nhân bản nhân quả không dựng lại được thì con người tự tiêu diệt lấy nó rồi. không làm thầy non tránh khỏi. Nỗi thương đau mặc dù thầy biết duyên không đủ ra đi, nhưng nỗi thương đau vẫn ôm ấp trong lòng mình. Dù bất cứ nơi đâu thầy cũng nghĩ thương tất cả những đứa con của mình trên hình thế này, không đủ năng suất thọ hưởng những đạo đức sâu màu tuyệt vời cao thượng mà không thể lên được với những giới luật đức hạnh trọn vẹn đầy đủ của một con người. Đến đây thầy chấm dứt buổi đáp từ những sự lòng thân mật thầy của các con đối với một vị thầy. Vậy đến đây chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay.